lại không khỏe à? Con tôi bây giờ sức khỏe kém hơn trước. Kém hơn? Ừ. Trước đây cháu có hay bị ho không? Không. Phòng tránh ho có khó không? Không. Ho có kéo dài không? Không. Sức khỏe của trẻ không kém đi, mà vi khuẩn gây hại sức khỏe đã biến đổi phức tạp hơn. Vậy phải làm sao? Trẻ cũng cần sự bảo vệ vượt trội hơn. Lifebuoy thế hệ mới, bảo vệ khỏi vi khuẩn gây 10 vấn đề sức khỏe.